hai con đập luôn, hai con này chạy kè kè nha, là bởi không bị đập chết con. Con chạy trước rồi sao là đập chết con nhỏ này. Con đang đua spin gì pin biết mobile cái gì đó, cái game á, cái game đua xe á. Có nữa hả? Có game không thịnh hành lắm, tao không có chơi game, mày không biết. Mà không đâu chơi, mày chịu, mới đăng nhập với avatar mà quên mật khẩu gương. Trời ơi, còn nhớ mật khẩu luôn hả? Đấy, nhớ mật khẩu mà không nhớ mật khẩu gương cũng như xong. Không nhớ mật khẩu gương rồi đâu vô coi xem đồ được đâu. Mật khẩu gương tao nhớ hình như là không lấy có tám vậy ta. Đúng rồi, hợp lý. Hợp lý đó, phải vậy không? Phải, nghe có thể nghe có vẻ quen quen. Chưa đặt con chữ nè, hợp lý á. Thì tới ừ lên trước cho con này chọn, hình như có ở đây có con gái cá hay vậy, lần trước thì có con gái cá hay vậy, nó ăn cá hả? Nó gom cá một nồi lên đây nè, rồi gái cá rồi. Bữa vườn cũng vậy. Con cá nó một đống nè. Trời ơi. Cá rô rô, con này mới chát luôn nè. Ủa hồi chiều thấy có hai con cá rô mà ta. Chiều thấy có con cá rô này với mấy cá này à. Này chủ phải gái cá không hay là chuột cống không biết. Cống hoặc là gái cá. Cá đâu đây, chắc chuột cống. Chuột cống thì ra đây cũng chết thôi. Khủng không? Nhỏ rồi. Đây ngang nó mình dính chuột nhỏ. Nhỏ bắt được nhỏ. Nếu cái vụ này đi sau lần nào cũng có dính con lưng khủng đó. Chiều gà bên đây trước rồi lấy gà bên kia. Giờ thắng vô gà cách lòng rồi còn cổ ngon không? Thái lưng khủng và thái lưng con. Ba lòng ba con bác ngon, ba lòng cuối một bên. Đây với mấy ông này mượn lắm luôn. Ngọt thôi. Ủa lên nguyên miếng ruộng này ngoài này luôn hả? Lên có 3-4 công rồi. Ruộng lên trong kia ra chứ. Con bé nữa mọi người. Giờ nay dính toàn sao hôm qua nay dính toàn là nhỏ nhỏ người ta. Nay dính qua nay dính toàn là cái gì, heo con. Heo con này tới vụ là bự dữ thần lắm. Tại sao heo mẹ đẻ heo con đâu mà không thấy? Heo mẹ đi làm sao? Toàn heo con không? Góc này phải dính. Lắm không? Dính là dở, dính lắm dở.
bự nhiều khi thăm cũng cũng hơi nản nản mọi người. Thì cái nằm nó lâu phải có một con bự nó mới hấp dẫn đặc sạch luôn ha. Đấy giờ nhỏ thôi, hôm qua là 40 mấy 50 con nhỏ, sáng buổi sáng đi buổi tối luôn á. Phải vậy chứ vừa nhắc nhắc không thôi, phải có em bự mới lấy tinh thần. Chụp cho em nó tấm hình luôn nè, rồi quá bự cái quá, nó còn mà ú á, nãy giờ dính con nó quá trời, nó còn mà ú là chuột cá, còn mấy con mà thứ mà dài dài á, còn chuột cá là mấy cái đường mòn thôi. Tiếp tục, nó có tinh thần lại rồi. Đây. Bự, có tinh thần lại mà. Wow. Quên làm em nó tấm hình thôi, bỏ qua đi. Không, rồi nó quậy banh cái là sao hả? Banh cái dầm. Dầm vô ruột cái được nó hay. Lật xét tinh thần này đó, bắt đầu. Tới luôn tài ơi. Nó nhỏ thì tính là dính nhỏ chứ ai làm được bự hơn đó. Tới luôn tính luôn. Lắm. Lắm. Bự rồi, cái lứa rồi. Nó lứa bự. Bỏ lòng trên. Mày máy sới đó, sới làm dính này. Nó nghe kêu á, máy sới. Kim. Vô tầm nhẹ te lòng cũng làm chuột thôi, cái sạch gâu này con gì cũng là con chuột, con gì có thể bỏ qua, con gì có thể thả, nhưng mà con chuột là không nên thả. Dính cái nhỏ thì mình thả cho nó bự lên không được, còn dính chuột còn nhỏ thì tôi thấy chỗ ngon lắm, tôi quất 2 lồng tiền, chỗ ngon quất 2 lồng tiền thì dính con bự thôi. Đâu mới rớt hột mưa, cái hư là sơn luôn, mưa thiệt, rất tích tắc bài học rồi nha. Tới cây đó không? Rồi mưa luôn mọi người, mưa cực may trên đầu, mưa gì đã sao? Chết chớp vậy quá. Tiếp tục. Sao dính thật, dính này còn chuột cái không vậy? Bên kia dính nữa kìa. Đừng có vô luôn đó. Đây nữa nè. Hai con nè. Ừ. Dính hàng bự lên chứ. Sao nó thấy kìa đây chứ gì?
đụng sống lên đây. Cái gì cái thọt nó cắn đâu có biết thế. Nãy nằm trong cỏ không thấy thọt lấy tay thọt đại vô đó nè. Để ba cái lồng này đặt ngay chỗ thì có nhiều ngoài đi. Có gì nào? Có nhiều ngoài bờ kinh chỗ kia. Cái xe đặt ngon lắm mà hết vô tất cả hết lồng. Tôi có đó nè. Ừ. Wow. Wow. Nghe kêu rõ ràng. Wow. Rồi. Anh làm chiếu luôn. Tự mày. Đánh gì gấp chứ hả? Lụm lên luôn đi, dính con nữa kìa. Hả? Thôi vậy, hai con phải lụm hai cái là vậy đó. Nó mới theo một cái khuôn phải không? Ừ. Chứ mà lỡ mà không gọi không dính cái là nó không dính luôn. Có con cái người quá vô chịu không phải như đây đặt nữa. Thấy mấy hồi mấy cái nền nhà mà cao á anh thấy gì để ý không? À, hồi dính nè nè. Chỗ nào mà nằm nhà cao á. Nhà nhỏ mà. Ừ. Cái này chịu không có đặt ta tùy vậy đó. Nè bên đây có một lòng nè. Này cũng thôi bởi bình lưới đi. Này bỏ 3 ngăn luôn. Nó nhà tầng ha, trên ở dưới thì được. Đi. Chạy lật đường không trời. Xảy ra đã lật ra. Được, đặt rồi nè. Ăn khủng chỗ này là nhanh đi. Wow. Chắc chạy nó lụm chứ gì. À, khủng đâu. Khủng nó, đây nè. Thiên là để giống mà sao phát này. Dưới ruộng trên bờ gì đặt lá. Lên. Tốt rồi. Mấy cái cỏ nè ha. Tốt hoàng liền. Ừ. Nó dài nữa mình thấy đã. Rồi bữa nay đều là bự nhỏ chứ có đủ nè. Đâu kia vậy? Ủa đâu kia? Tấm kêu hồi bữa cũng kêu vậy, tiếng kêu gì hồi bữa kêu còn hơn tiếng chuột kêu. Chắc bữa làm âm thanh tiếng chuột kêu, tiếng dơi kêu. Buổi tối hôm nay mọi người ơi, bữa nay được khui hàng luôn nghe nữa. Từ bố này trời ơi. Thôi nè. Cái dở lên tí nè, dở lên tí. Lồng của mình 3 ngăn mọi người, ngăn trên là bự nè. Ừ. Ngăn nhỏ như đây, ngăn chuột nhỏ bên đây. Chuột bự bên đây ngăn, chuột bự ở trên nữa. Đó. Bên đây là ngăn chuột bự nè, viết ngăn trên là ngăn chuột bự. Chuột nhỏ thì nằm bên đây. Đó, cứ ngắt luôn nha mọi người. Thành quả buổi tối. Bộn quá chứ. 1 2 5 nè, 7 nè. 7 với ở dưới 6 nữa là 13 con chuột bự là gần 2 kg rồi. Rồi,